Đa khoa Thu Cúc cho biết, vừa qua bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị loét họng sau khi ngậm vỏ quýt chữa óc xương. Được biết bệnh nhân bị óc xương cá 3 ngày trước, có đến phòng khám gần nhà để kiểm tra nhưng không lấy ra được. Về nhà, bệnh nhân đã ngậm vỏ quýt, nuốt cơm xong tình trạng không cải thiện, liên tục bị đau họng và khó chịu nên đã đến viện để kiểm tra. Kết quả nội soi phát hiện cho thấy dị vật là mẩu xương cá dài khoảng 3 cm, cắm sâu vào cổ họng, niêm mạc bị tổn thương rộng, bị viêm loét. Để xử lý, bác sĩ đã cắp dị vật, sát khuẩn họng và tư vấn cho bệnh nhân cách chăm sóc họng tại nhà. Theo các bác sĩ, khi bị hóc xương cá, nhiều người thường có thói quen dùng tay để móc họng hoặc làm theo các mẹo như nuốt gâm nóng, uống nhiều nước, uống giấm. Hành động này có thể khiến cho xương cá đâm sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc họng, viêm loét, áp xe cục bộ, đặc biệt là thủng thực quản. Bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nhai kỹ, tập trung ăn uống để tránh hóc dị vật. Khi phát hiện nuốt hoặc hóc dị vật, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử lý kịp thời.